Con biết là lúc còn nhỏ thì chị Hoài Anh thường ước mơ mình làm nhân vật nào trong truyện tranh ạ? À, chắc chắn rằng là đọc mà cũng giống như những cô gái khác thì đọc nhiều truyện cổ tích thì mong mình được trở thành công chúa để được mặc những cái bộ đồ thật là lộng lẫy. Ngoài công chúa ra còn có ước mơ trở thành ai mà xinh đẹp hơn nữa không ạ? Nàng tiên cá. Rất thích trở thành nàng tiên cá bởi vì mình nghĩ rằng là cái đuôi của cái nàng tiên cá lấp la lấp lánh, xong rồi được bơi trên biển là vừa là công chúa ở dưới thủy cung nha, rồi khi lên bờ cũng trở thành một công chúa mặc đồ rất là đẹp. Vậy thì chị phải đổi lấy để có một đôi chân thì phải mất giọng hát, chị có đồng ý hay không? Thực ra thì Hoài Anh nghĩ rằng với cái thời nay thì không cần phải đánh đổi gì nhiều lắm đâu. Vâng, đúng rồi ạ. Với thời nay thì chúng ta không cần phải đánh đổi giọng hát của mình để mà có được đôi chân, hay là đánh đổi bất cứ một thứ gì để trở thành nàng tiên cá. Bởi vì tại công viên Quickie Squishy Spring ở bang Florida của Mỹ thì được xem đây là một trong những cái điểm thu hút nhiều du khách nhất tại Mỹ trong vòng 60 năm qua. Và nét độc đáo của công viên này chính là những cô nàng xinh đẹp hóa thân thành người cá bơi lội dưới nước. Tuy nhiên, để trở thành những nàng tiên cá quyến rũ thì các ứng viên có một nhiệm vụ không hề dễ dàng, ngay cả đối với những người giàu kinh nghiệm bơi lội nhất. Rất nhiều phụ nữ, trong đó có cả những người từ rất xa như Montana hay Anh, đã có mặt tại công viên nước Quickie Squishy Spring để tìm cơ hội góp mặt trong vũ điệu nàng tiên cá nổi tiếng. Họ sẽ phải bơi 25 mét, sau đó trình diễn kỹ năng trong khoảng 10 phút. Nếu được chọn, họ sẽ bước tiếp vào vòng 2 với nhiều bài kiểm tra khó hơn. Những người qua được vòng 2 sẽ phải ngâm mình dưới nước để đánh giá về mặt hình thức. Dù cái lạnh khiến một số người nhục chí, nhưng hầu như các ứng cử viên đều không muốn bỏ lỡ cơ hội được góp mặt trong màn trình diễn nổi tiếng có từ những năm 1940. Đối với tôi, công việc này chỉ là nghề tay trái, nhưng chỉ cần họ gọi là tôi sẽ có mặt ngay. Tôi làm công việc này không phải vì tiền, mà vì tôi muốn được làm nàng tiên cá. Với các ứng viên hiện giờ, họ chỉ có thể bơi, phô diễn và hy vọng sẽ được lựa chọn. Đây được xem là một trong những cuộc thi tuyển chọn người cá khắc nghiệt nhất hành tinh. Trung bình 500 người tham gia thì chỉ có 2 người được lựa chọn. Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn, họ phải trải qua quá trình đào tạo đặc biệt để có thể bắt đầu sống cuộc sống của một người cá tại Quickie Squishy. Phải mất ít nhất 1 năm làm quen với đuôi cá, đồng thời nhuần nhuyễn các kỹ thuật biểu diễn họ mới được ra mắt trước công chúng.